10 bí ẩn mà các nhà khoa học không thể lý giải. Trên thế giới này có vô vàn những bí ẩn mà chúng ta không thể giải thích nổi. Ngay cả đến những nhà khoa học nổi tiếng thế giới cũng khó có thể đưa ra những câu trả lời. Ví dụ như, tại sao bò luôn di chuyển về hướng Bắc hoặc Nam? Tại sao con người lại nằm mơ là những câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác và còn vô số những câu nói khác. Hãy cùng Biết Tốt TV khám phá top 10 bí ẩn mà các nhà khoa học không thể lý giải được. 1. Mèo rên gừ gừ bằng cách nào? Những con mèo thường phát ra tiếng gừ gừ khi chúng cảm thấy dễ chịu, nhưng không ai biết làm thế nào mà chúng kêu được như vậy. Thậm chí khi những con mèo rên gừ gừ, chúng ta còn không nghe thấy nhịp tim của chúng. 2. Một số loài sinh vật đến từ đâu? Nhiều loài động vật không hề có tổ tiên, không ai biết chính xác thời kỳ lưỡng cư tiến hóa từ cá lên động vật như thế nào, vì động vật đầu tiên trên đất liền đã có tứ chi và đầu phát triển đầy đủ. Người ta cho rằng khủng long đã tuyệt chủng sau một thảm họa thiên nhiên cách đây 65 triệu năm. Cùng lúc đó, các loài động vật có vú bỗng dưng xuất hiện như đến từ hư không? 3. Bò có la bàn trong cơ thể. Khi sử dụng Google Earth, các nhà khoa học phát hiện ra 70% các con bò hướng về phía Bắc hoặc phía Nam trong khi tìm thức ăn. Điều này được quan sát thấy ở tất cả lục địa trên thế giới, bất kể yếu tố địa hình hay thời tiết. 4. Mưa keo là gì? Một hiện tượng bất thường đã xảy ra ở Oakville, Washington vào tháng 8 năm 1994. Thay vì mưa, các chất lỏng như thạch rơi xuống từ bầu trời được gọi là mưa keo. Ngày hôm sau có rất nhiều người bị triệu chứng giống như cúm. Các nhà khoa học phân tích thấy trong dung dịch mưa keo có chứa hai loại vi khuẩn. Một loại thường được tìm thấy trong hệ tiêu hóa của con người, còn một loại không thể xác định có liên quan gì đến dịch bệnh bí ẩn kia không. 5. Vật chất tối là gì? Khoảng 27% vũ trụ là vật chất tối. Nó không phát ra cũng không tương tác với bức xạ điện tử, vì vậy không thể phát hiện ra nó. Các lý thuyết đầu tiên về vật chất tối xuất hiện khoảng 60 năm trước, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của nó. 6. Có bao nhiêu hành tinh nằm trong hệ mặt trời? Kể từ khi sao Diêm Vương bị loại trừ khỏi danh sách các hành tinh, người ta tin rằng có 8 hành tinh tất cả trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, ở vành đai Kuiper bên ngoài sao Diêm Vương có hàng ngàn vật thể băng giá có kích thước lớn hơn cả sao Diêm Vương. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra cách vành đai Kuiper một khoảng lớn còn có một số hành tinh to bằng trái đất hút các viên đá trong vành đai về phía chúng. 7. Tại sao có người thuận tay phải và có người thuận tay trái? Hầu hết mọi người, 70-95% là thuận tay phải và số ít hơn, 5-30% là thuận tay trái. Một số không xác định thuận tay bên nào, gen ảnh hưởng một phần. Tuy nhiên, các nhà khoa học không xác định được gen nào quyết định một người sẽ thuận tay trái. Môi trường cũng ảnh hưởng đến điều này. Ví dụ như khi một đứa trẻ được dạy viết chữ bằng tay phải thì sẽ trở nên thuận tay phải. 8. Tại sao các động vật khổng lồ lại bị tuyệt chủng? Các động vật khổng lồ đã biến mất khỏi trái đất khoảng 10.000 năm trước. Một số người tin rằng biến đổi khí hậu đã giết chết chúng, nhưng không có bằng chứng thuyết phục. Một giả thuyết khác thì cho rằng chúng chết vì đói. 9. Tại sao chúng ta lại có những giấc mơ? Nhiều người tin rằng giấc mơ là hình ảnh ngẫu nhiên và tạo thành do sóng não. Những người khác coi giấc mơ là những ước muốn trong tiềm thức, những vấn đề chưa được giải quyết. Nghiên cứu về những giấc mơ hiện được coi là một môn khoa học. Các nhà khoa học cho rằng những giấc mơ tượng trưng cho điều ẩn sâu trong tâm hồn con người, nhưng không ai biết chính xác đó là gì. 10. Tiếng gầm trong không gian là gì? Trong khi nghiên cứu các ngôi sao mới ra đời vào năm 2006, các nhà khoa học đột nhiên nghe thấy những tiếng gầm bí ẩn. Mặc dù âm thanh không thể đi qua không gian, nhưng sóng radio lại có thể. Vậy thì tiếng gầm này phát ra từ đâu? Các nhà nghiên cứu chỉ biết rằng những sóng đó không thuộc về các ngôi sao hoặc các hiện tượng vũ trụ đã được biết đến. 11. Tại sao chúng ta có nhóm máu khác nhau? Các nhóm máu khác nhau có kháng nguyên khác nhau trong tế bào máu, nhưng các nhà khoa học không thể trả lời vì sao lại khác. Có một phán đoán rằng chúng có liên quan đến bệnh tật và miễn dịch. Người có nhóm máu B dễ bị nhiễm E. coli, người có nhóm máu O có ít nguy cơ tử vong do sốt rét.
Và đó chỉ là 11 điều bí ẩn tiêu biểu mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ngoài ra còn rất nhiều những câu hỏi bí ẩn khác nữa. Hãy cùng Biết Tút TV khám phá thế giới bí ẩn này trong những video sau. Hãy nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ kênh. Rất mong nhận được nhiều đóng góp tích cực từ các bạn. Xin cảm ơn.